Vâng, xin chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của Quẹ Em Lợi. Và lời đầu tiên Em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Hôm nay thứ sáu Em Lợi lại về một cái chiếc xe ở cái tầm tài chính 585 triệu, chiếc Triton màu trắng đời 2021 rất là đẹp. Và chiếc xe này là phiên bản đủ bản premium nhé. Chiếc xe này thì chạy 5 vạn lốp cả dàn theo xe, và tên cá nhân bao rút hồ sơ cho anh em toàn bộ xe màu trắng ngọc trinh. Xe có hỗ trợ trả góp ngân hàng cho quý chị nào có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe. Đây, toàn bộ xe thì Em Lợi cũng cam kết bằng văn bản cho quý chị nhé, là không đâm xô tai nạn ngập nước, máy số zin. Đấy, toàn bộ cốp trước cốp sau, cabo 4 cánh cửa là lều nguyên bản nhé. Anh em có thể đi check test bất kỳ một cái đơn vị nào mà anh em chỉ định nhé. Và với những chiếc xe mà bên Em Lợi là bán cam kết thì anh em yên tâm, trong vòng 1 năm đi kiểm tra bảo dưỡng đâu mà phát hiện ra thì Em Lợi sẵn sàng nhận lại xe và hoàn lại tiền bồi thường 50 triệu đi lại cho quý chị nhé. Anh em nào mà hợp màu hợp mệnh thì xem nốt video, Em Lợi sẽ review từ khung gầm, máy số, nội ngoại thất cho quý chị xem. Vâng, và đây là cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe nhé. Xe được trang bị nước sơn màu trắng rất là đẹp này, kính đèn thì đều được dán phím cách nhiệt, lốp lá của chiếc xe rất dày, và toàn bộ các cái phần đồng sơn này hai bên này. Đấy, mặt ca lăng đèn pha này rất sáng, cabo sơn zin nhá. Đấy, anh em nhìn các phần ba đời sốc này nó còn đều và đẹp không. Đấy, tất cả các cái phần đồng sơn hai bên này cực kỳ đẹp. Đấy, dầm phía trước của chiếc xe này lốp rất dày, lốp 5 vạn cực kỳ đẹp luôn. Anh em nhìn các cái phần sassi khung gầm đấy, còn rất là mới và sáng đấy. Toàn bộ các cái phần bậc lên xuống này, tay nắm này, kính đèn này đều zin, và xe phiên bản đủ được trang bị gương gập điện này và khóa vân tay smart key nhá. Đây, nút khóa vân tay này, kính đèn thì đều dán phím cách nhiệt, bốn cánh cửa đều nguyên zin, và la răng của chiếc xe này còn khá là đẹp, không có chảy chém gì nhá. Lốp dày bịch luôn, lốp theo xe dày bịch luôn. Anh em về sẵn chạy thôi. Data 2021 này quý chị nhá. Đấy, số khung, số máy này. Và thêm cái lốp scour này chưa chạm đất nhá. Đấy, cổ bô cổ xả rất sáng và đẹp. Với cái tầm tài chính hơn 500 triệu, anh em nào mà thích chiếc Triton đời 2021 phiên bản đủ một cầu, máy dầu màu trắng ngọc trinh nhá. Xe màu trắng này rất là hiếm và ít nhá. Tất cả đồng sơn hai bên đều đẹp và zin hết. Xe anh em nhìn cái chất xe là biết nó đẹp như thế nào rồi. Đây, toàn bộ các cái phần cản sau này đến đèn hậu này, đây, lốp đều 5 quả zin, và bậc lên xuống này đến tay nắm cánh cửa này nguyên zin hết nhé. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của Em Lợi thì cho Em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông Hà Nội. Địa chỉ cửa hàng Em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông Hà Nội. Nhà em thì không có nhiều tiền nhưng mà lại rất nhiều xe bán tải nhá. Anh em nào mà thích về các dòng xe bán tải thì cứ qua chạy thử trải nghiệm, uống nước, uống trà với Em Lợi nhá. Free, miễn phí. Vâng, đấy, toàn bộ các phần đồng sơn em quay chi tiết cho quý chị nhá. Sau đây em sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý chị xem. Vâng, và đây là cái phần nội thất bên trong của chiếc xe nhá. Từ cột kèo này đến cánh cửa keo chỉ đều zin hết nhá. Táp lô, táp ly này, cánh cửa này zin hết 100%. Nội thất ghế của chiếc xe là ghế da màu đen nguyên thủy từ đầu. Trần của chiếc xe là trần nỉ, và phiên bản 2021 này thì được thêm cửa gió điều hòa trần nhá. Tất cả các cái phần nội thất ghế da này khá là đẹp. Táp lô, táp ly này, keo chỉ zin hết. Đấy, xe thì zin từng con ốc luôn. Đây, ốc khóa này sơn xi đẹp không. Đấy, cánh cửa của chiếc xe đây, trước bốn cánh em quay cho cả cho quý chị này. Vô lăng là còn mới kính quang luôn. Vô lăng củ số này, hộp số tự động nhá. Đấy, màn hình này, cả thêm cột kèo này, đến ghế của chiếc xe nó còn khá là mới và đẹp. Trần sáng. Vâng, đây toàn bộ các cái phần cột này, hàm cánh cửa này đều rất là đẹp nhá. Đây, anh em nhìn các cái phần sàn thùng này, sàn thùng của chiếc xe này còn khá là đẹp. Đèn hậu này, chỉ không mất một phần nào nhá. Đèn này, cốp này, ốc này đều rất là đẹp và nguyên zin. Hai bên cánh cửa này. Đây, cánh cửa bên phụ chiếc xe nhá. Từ các cái phần táp lô, táp ly này, nội thất ghế này rất là đẹp và mới nhá. Đấy, trần phào cực kỳ mới luôn, phiên bản đủ thì được trang bị cửa gió điều hòa phía trên nhá. Đấy,
tay nắm, cánh cửa này, kính đèn thì đều theo năm sản xuất của chiếc xe, và các cái phần keo chỉ thì anh em yên tâm nhé. Các bác cứ mang hàng mang thợ đến check mà phát hiện ra mất một phần keo chỉ là em Lợi sẵn sàng bồi thường 50 triệu đi lại cho quý chị nhé. Đấy, tất cả các ốc này đều zin hết này, sơn xi này, sơn zin này, lòng trong tem mác này, đều rất là đẹp. Ghế lái này, đấy, bóng khí này, đều zin, màn hình được lắp thêm nhé. Vô lăng của số này khá là mới đây quý chị này. Anh em nhìn cái vô lăng của số là biết thôi. Đây, khoang máy động cơ của chiếc xe nhé. Máy sử dụng động cơ máy dầu 2.4 này. Máy hộp số bao zin, còn bảo hành trên hãng nhé. Chân đèn này, máy này, ốc này, đến tất cả các cái phần ốc cabo này, đấy, khoang này, chấu nở này, đấy, các cái chân đèn hai bên phụ bên lái này, đều nhau và theo màu sơn nó còn đều và đẹp. Đấy, cabo này. Một chiếc xe mà chạy có 5 vạn thôi, xe rất là đẹp được quý chị nhé. Bác nào mà thích chiếc xe chất, xe đẹp, cái tầm tài chính 585 triệu thì quan tâm chiếc xe này nhé. Em Lợi vừa rồi vừa review đến toàn thể anh chị em và các bạn một chiếc xe Chi Tông đời 2021, chạy 5 vạn lốp cả dàn theo xe. Xe cam kết không đâm đụng tai nạn ngập nước gì, giá đang chào bán là 585 triệu. Anh em nào quan tâm alo em Lợi, em Lợi xin chào, gặp lại quý chị và các bạn trong một video gần nhất.